ngày hôm qua thì em mới lên clip là hàng vừa về hai mẫu tủ lạnh hot nhất trong năm 2023 và năm 2024 là mẫu 620 lít và mẫu 735 lít. đó thì ngày hôm nay nhận được một đơn hàng là bán cho một khách hàng ở chợ Linh Hiệp hai cái tủ 620 lít, một khách hàng muốn mua hai cái các bạn ạ. thực chất thì là Khách này thì mua một cái cho nhà khách và một cái cho nhà em trai. Tại vì là hai anh em là cùng xây nhà mới. Đó và một cái là mua để tặng em trai. Người có tiền thích thật đấy các bạn ạ. Mua những cái tủ mấy chục triệu mà mua trong một lốt nhạc luôn. Mẫu tủ Hitachi năm 2023 và năm 2024, mua đen mới này thì nó rất là gọn gàng các bạn ạ. Mà đẹp, kính tràn viền, nội thất phun kính cường lực khác hoàn toàn với lại cái mẫu cũ hiện tại bây giờ thì chúng ta đi mua hàng nội địa nhật chúng ta được mua một cái giá nó rất là ưu ái các bạn ạ tôi cảm thấy là những khách hàng đam mê hàng nhật đang nhận được một cái ưu ái rất là lớn tại vì những cái mẫu sản phẩm như thế này mà chúng ta mua cách đây khoảng tầm nửa năm đến một năm thì chúng ta phải mua với mức giá là cao hơn đâu đấy là khoảng 20% phần trăm Ví dụ như mẫu tủ Hitachi 620 lít này thì đang được Khoang Nhật Bùi Huy bán ra với mức giá 60 triệu Thì cách đây khoảng tầm nửa năm, một năm thì chúng ta phải bỏ ra khoảng 68 triệu Cũng như vậy thì ở mẫu tủ 735 lít Model 2024 Hiện tại giờ Khoang Nhật Bùi Huy đang bán ra với mức giá 71 triệu Thì cách đây khoảng 6 tháng đến một năm thì khách hàng phải bỏ ra khoảng 80 triệu, hơn 80 triệu để mua được mẫu tủ đấy Thôi thì không biết được sau này thì cái biến động cái tỷ giá tiền yên nó đi về đâu. Thế nhưng hiện tại bây giờ giá nó đang rất rẻ và trả tội gì đúng không ạ? Chúng ta sẽ ưu tiên để chúng ta mua sắm những cái đồ nội địa Nhật. Nói đến cái đồ nội địa Nhật á thì cái công nghệ của nó sẽ đi trước Việt Nam chúng ta khoảng tầm 10 năm năm. Đó, nghĩa là những cái mẫu sản phẩm mà nó sản xuất cách đây 10 năm năm nó có cái công nghệ gì thì hiện tại bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu mới được sử dụng và trải nghiệm với công nghệ đấy Đây là lý do mà rất nhiều khách hàng của Việt Nam thích dùng hàng nội địa Nhật Tại vì công nghệ của nó rất là cao, chất lượng của nó rất là tốt Nếu như mà các bạn mà đang có nhu cầu tìm hiểu về hàng nội địa Nhật Như tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước tạo kiềm Hay bất kỳ một cái sản phẩm gì thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn hoặc là nếu như các bạn ở Hà Nội có thể đến trực tiếp kho Nhật Vừa Huy ở số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ Khoa Nhật Bùi Huy trong suốt một cái quãng thời gian rất dài vừa qua và rất vui khi được phục vụ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.